Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày tân mùi tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần và ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bảng thổ ngày tan mùi tức chi sinh cho can có nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm lọ bảng thổ kỷ tuổi ất sửu đinh sửu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày mùi lồng hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với sửu hình xỉu hại tý phá tuất và tuyệt sửu vài tuổi xung khác trong ngày tuổi quý sửu đinh sửu ất dậu ất mão tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt ân tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao phổ hộ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao hoàng ân tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa sao lục bất thành sáu đối với xây dựng sao thần cách kỵ tế tự sao huyền vũ kỵ về an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam sau đây Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tí mùi tương hại cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý đang bị tổn thương nghiêm trọng mặc dù đôi bên vẫn đang ở bên nhau nhưng tình cảm bị giãn nứt không còn được thân thiết nữa với bà tuổi tí có nhiều vấn đề phát sinh giữa bạn và người ấy và bạn mong muốn được đối phương hiểu và thông cảm cho mình, nhưng dường như những nỗ lực để lại gần đối phương đều bị cản lại, không thể hàn gắn được mối quan hệ nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tí cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo về nguy cơ mất tiền hao của tiểu nhân đang từng bước từng bước gần đến bạn tuổi tí. Bạn mệnh tuổi tí không thể nào chống lại được kẻ tiểu nhân khi bạn đứng ở ngoài sáng, còn tiểu nhân ở trong bóng tối. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tiểu nhân quấy phá cuộc sống. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy dễ mất tiền hao của. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng tin người thái quá. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo có những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng và bà tuổi xỉu, bạn cố gắng để chia giấu điều đó nhưng cuối cùng thì mọi người cũng biết chuyện và khiến cho những nỗ lực chia giấu của bạn trở thành vô dụng. Và với ba tuổi xỉu, có thể sức ép của gia đình, tình cảm vợ chồng sẽ chẳng bao giờ trở lại được như cũ. Và bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn trong ngày hôm nay, bởi bạn đang gặp ngày xỉu mùi tương sung để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi xỉu, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi xỉu cũng đang có được những cơ hội phát tài ở ngay trước mắt mình, không thể bỏ qua được cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp, tiền bạc không ngừng đổ về túi mình nữa. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, mau thuận về tình cảm bồng nổ mạnh mẽ. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, sức ép quá lớn khiến cho tình cảm bị dạn nứt. Tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa, kiếm tiền dễ dàng hơn bình thường. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, kinh doanh phát đạt, có nhiều may mắn, tử vi tuổi quý Sửu thuộc mộc, lợi nhuận tăng cao lên rõ rệt. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang có những nỗi buồn trong chuyện tình cảm khi với bạn tuổi dần đang gặp ngày có mộc thổ xung khác với nhau có thể bạn sẽ đánh mất cơ hội để đến gần với người mình yêu thương trong chớp mắt có quá nhiều cơ hội để cho bạn tuổi dần bày tỏ tình cảm với người mình yêu trước đó nhưng với bạn tuổi dần lại hầu hết lần này tới lần khác bỏ co tình cảm bị bỏ lỡ chỉ để lại tiếc nối ở trong tim và khiến cho bạn từ dần đang có sự đau khổ ở trong lòng đối với các cặp đôi đang mang trong mình quá nhiều mâu thuẫn ấm ức ở trong lòng càng ngày càng lớn bạn cố gắng để kìm niếm cảm xúc của mình nhưng chẳng thể nào chia giấu được nỗi buồn vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tình cảm buồn thương sâu thảm tử vi tuổi bính dần thuộc họ có nhiều chuyện không như ý tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim chớ nên tự trách bản thân mình vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với ba tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được thần tình yêu chia chở, cho nên cái chuyện tình cảm lứa đôi càng ngày càng mặn nồng, vợ chồng không còn những khúc mắc mâu thuẫn như trước nữa vì đã hiểu được nhau nữa rồi đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ nhiều hơn những người khác phái bạn đừng nghĩ phải tìm được người mình yêu ngay trong số đó hãy thử xem ai là người phù hợp với mình để làm bạn cái đã tình cảm cũng như cái cây cần được nuôi dưỡng có thể thời gian bên nhau tìm hiểu về nhau sẽ khiến cho tình yêu lớn dần lên từ những rung động ban đầu đừng để cho mình hết lần này tới lần khác Bộ lỡ mất cơ hội, mất hạnh phúc khỏi tầm tay. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác giới. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nên quan tâm hơn đến người bên mình. Tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ đào hoa nở rộ rực rỡ. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nhanh chóng tìm được hạnh phúc. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim nên biết cách nắm giữ tình yêu và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thìn ạ chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang có điểm báo dường như bạn đang lạc mất phương hướng bạn cố gắng dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để hoàn thành công việc nhưng thương quan chiếu mệnh lại khiến cho bạn cảm thấy chán nản không thấy được mục tiêu của mình nằm ở đâu và cuối năm, công việc bận rộn, việc làm thêm quả thực sự là khó tránh khỏi với bạn. Bạn hãy cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi để cho mình có khoảng thời gian thư giãn, lấy lại được năng lượng sau những mệt mỏi với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cho thấy sức khỏe của bạn tuổi thìn đang bị ảnh hưởng khá chi là nhiều và bạn thấy ăn uống kiếm ngôn miệng. Cũng phải thôi, căng thẳng và áp lực quá nhiều thì chẳng thể nào mà có thể khỏe mạnh được. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sức khỏe suy yếu trầm trọng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ công việc bận rộn và nhiều áp lực. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc dễ cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần tìm cách giải tỏa căng thẳng từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên cân đối làm việc và nghỉ ngơi hợp lý và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi giàu, tuổi than. Tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ gặp được quý nhân tam hội nâng đỡ, làm cho bạn hiểu ra được tình cảm thực sự của mình đặt ở đâu và không lãng phí thời gian cho những mối quan hệ không đi đến đâu. Với bạn tuổi tỵ bạn không thể nào vừa vượng tình duyên lại vừa vượng tài lộc được khi bạn đang gặp ngày có kíp tài ghé thăm, tài vận của bạn mệnh lại không được như ý muốn, có thể sẽ xảy ra chuyện bất ngờ khiến cho tiền bạc của bạn bị hao hụt. Ngày này với bạn tuổi tỵ Mặc dù đã cố gắng để chuẩn bị phương án dự phòng cho trường hợp cấp bách, nhưng thực sự thì cũng có những lúc mọi chuyện vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát, tiền bạc thất thoát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu với mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tài vận kiếm sắc rất dễ mất tiền. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình duyên vượng sớm tìm được người yêu. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có nhiều biến cố bất ngờ xảy ra từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tình cảm phát triển tốt đẹp và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bản tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành lục hợp nâng đỡ sẽ sớm đuốn hạnh phúc riêng cho mình đối với những bạn đang còn độc thân dừng đôi chân đam mê để ở lại trong mái ấm gia đình để cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu các cặp đôi thì sớm tính tới chuyện nâng cấp mối quan hệ mà tình cảm đôi bên đã chín mồi, bạn thực sự mong muốn sẽ có được cuộc sống hôn nhân về sau này được viên mãn và mong muốn sớm được ở bên người mình yêu thương. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cũng chính vì sự cố chấp và sự tự tự tin tới mức kiêu căng của bạn có thể mắc phải nhiều sai lầm liên quan tới chuyện tiền bạc với bạn đang cố gắng chứng minh mình là đúng nhưng cuối cùng vẫn sai để cho tiền trôi qua kẻ tay. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cố chấp làm cho mình mắc sai lầm. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy hạnh phúc sớm đến bên cạnh. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tình cảm càng ngày càng chín mồi. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đừng để mình lún sâu trong tam tối. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần hiểu chính bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi mùi không hề phải lo lắng quá nhiều về phương diện tiền bạc có những mối làm ăn lớn giúp cho việc kiếm tiền với bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay dễ dàng hơn rất chi là nhiều lần bạn mày tuổi mùi hãy tận dụng cơ hội lần này để phát tài và bạn không quản ngại khó khăn vất vả cho dù có mệt mỏi thì cũng không chịu nghỉ ngơi mà vẫn hết lòng để làm việc bù lại thì khoản tiền mà bạn kiếm được khiến cho bạn dần quên đi mệt nhọc bên cạnh đó vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày của thổ khí vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi rất có thể sẽ gặp vấn đề về sức khỏe bạn mệnh không nên dành quá nhiều thời gian để làm việc mà không chịu nghỉ ngơi khiến cho cơ thể của mình bị uh, suy kiệt nữa vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim kiếm tiền dễ dàng và sung sẻ. tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần phải tận dụng mọi cơ hội từ vi tuổi kỵ mùi, thuộc hỏa, sức khỏe bị giảm sút nhanh chóng. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, làm việc căng thẳng và nhiều áp lực. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, cần nghỉ ngơi hợp lý hơn. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử thân trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài nhập mệnh cho nên với bạn tử thân không cần phải bận tâm nhiều về chuyện tiền bạc vì bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định đây là phần thưởng cho những cố gắng từ trước tới giờ của bạn vì bạn đã làm việc một cách chăm chỉ và tận tâm Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tử thân, bạn lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim con đường tình duyên của bạn cũng đang có được tín hiệu đáng mừng khi mà bạn mệnh tìm được người mình thực sự yêu thương. Và với bạn tuổi thân, bạn hãy mở rộng lòng mình để đón nhận hạnh phúc đến bên mình. Ngày này, vợ chồng bên nhau càng ngày càng mặn nồng, tình cảm thăng hoa rực rỡ. Trong ngày, có thể tìm cách để hâm nóng tình cảm nhiều hơn nữa và chuẩn bị những ngày Tết lễ sắp tới gần với mình bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiền bạc ào ào đổ về nhà tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa có nhiều tin vui về tiền bạc tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ gặp nhiều may mắn hơn người khác tử vi tuổi canh thân thuộc mộc tình cảm càng ngày càng mặn nồng tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải lắng nghe trái tim của mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ dẫn đường trị lối cho bạn cho nên công việc làm ăn với bạn trở nên cực kỳ là thuận lợi đối với những bạn làm công ăn lương thì cũng có được thêm nguồn tư thu nhập từ ngày tay trái của mình và với bà tuổi dậu có thể thoải mái mua sắm chi tiêu tùy theo ý của mình mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều bạn nhân cơ hội này để kiếm được nhiều tiền hơn nữa và nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình trong ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cho thấy với bà tuổi dậu quả là con giáp may mắn khi mà cả chuyện tiền bạc lận chuyện tình cảm đều được như ý muốn. Gia đình thì hạnh phúc, thuận hòa và bạn tự dậu đây là điều mà bạn rất chi là ao ước, làm bao nhiêu người cũng phải khát khao. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tình duyên như ý, đến bất ngờ, từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏ độ tình mà độ cả tiền. Từ vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ thoải mái chi tiêu theo ý của mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc hạnh phúc không từ chối tử vi tuổi quý dậu thuộc kim cần phải nắm giữ tình yêu và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tuất á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang có điểm báo, rất có thể bạn sẽ gánh chịu nhiều nỗi buồn về chuyện tình cảm. Và với bạn tuổi tuất, bạn đang có cố, cố giấu mọi chuyện ở trong lòng, nhưng sự tổn thương quá lớn khiến cho bạn không nói ra thì mọi người cũng có thể biết được. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất, cậu đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất xịu mùi, cho nên người ấy khiến cho bạn vô cùng là thất vọng vì cuối cùng lại làm trái với lời hẹn ước. Tình cảm cứ ngỡ là sẽ bên nhau lâu dài nhưng lại tan biến trong chớp mắt để lại cho bạn tự tuất cùng sự tiếc nối vô, vô tận. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì vận mãi đam mê với công việc thú vui riêng của mình. Khi ngẩng đầu lên thì bạn bè xung quanh đều đã có đôi có cặp. Trong khi đó, bản thân vẫn còn độc thân, không biết phải làm như thế nào để có được tình yêu chua riêng mình nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tình cảm phai nhạt theo thời gian. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, không thực sự tìm cách để hạnh phúc. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần suy nghĩ chính chắn hơn nữa. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim đừng để mình lỡ mất tình yêu tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có những chuyện không thể nào bỏ qua và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ, cho nên với bạn tuổi Hợi, thực sự thấy mình rất chi là may mắn khi tìm được mạnh ghép của riêng mình. Và với bạn tuổi Hợi, bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm xung quanh mình để có được hạnh phúc thực sự, không chấp nhận sự tạm bợ. Các cặp đôi cũng dần tháo gỡ được những khúc mắc, Hiệu lầm đang tồn tại giữa hai người. Mặc dù bạn và người ấy đều có thái độ không nhỏ, nhưng hai người đã biết bỏ cái tôi sang một bên để không đánh mất đi người mình yêu thương. Riêng đối với các cặp vợ chồng tuổi hợi thì cuộc sống trong ngày hôm nay trở nên êm đềm hơn rất chi là nhiều giữa nhịp sống đang vội vã của những ngày cuối năm. Bạn mong muốn cuộc sống này sẽ hạnh phúc mãi mãi như vậy. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tìm được người mình yêu thương tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc hạnh phúc cần đưa tay ra nắm giữ tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên hiểu điều mình thực sự mong muốn là gì tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy đừng có ngần ngại khi nói tiếng yêu và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày สิ่นเจ้ากันไล่